Suốt chuyến đi sang Na Uy, Ngô Thanh Vân và Huy Trần chưa từng đăng ảnh với nhau. Khán giả chỉ nhận ra chàng giám đốc Việt Kiều đưa bạn gái về thăm nhà thông qua những bức ảnh chết in giống nhau. Mới đây, trong một lần dạo phố, nữ diễn viên mới hé lộ tình trẻ. Về Na Uy lần này, cặp đôi sinh sống ở một căn hộ và tốn nhiều thời gian chỉnh sửa phù hợp ý thích riêng. Na Uy là nơi Ngô Thanh Vân đã gắn bó 10 năm. Do đó, Cô về quốc gia Bắc Âu này thăm gia đình kết hợp giải quyết một số công việc riêng. Thời gian rảnh, cô ra ngoài ăn uống, cà phê cùng bạn trai trẻ tuổi. Tại châu Âu, dịch Covid-19 đã được kiểm soát, người dân được tiêm vaccine nên cuộc sống dần trở lại bình thường. Nhà sản xuất trạng tí cũng có niềm đam mê bóng đá. Thời gian qua, dù bận rộn thế nào, cô cùng Huy Trần đều theo dõi các trận cầu Euro 2020 cặp đôi đến một bến cảng ở thủ đô Oslo, Na Uy để tận hưởng không khí trong lành. Chuyến đi lần này giúp cặp đôi thêm phấn chấn, thoải mái sau thời gian dài ở nhà 24-24 khi thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội. Huy Trần sinh năm 1990, sinh trưởng tại Đức nên anh cũng nhanh chóng hòa nhập cuộc sống mới khi sang Na Uy. Huy Trần bày tỏ anh yêu Na Uy bởi cuộc sống yên bình, người dân thân thiện. Ngô Thanh Vân nhiệt tình làm phó nháy, giúp bạn trai ghi lại nhiều hình ảnh kỷ niệm. Thông tin Ngô Thanh Vân hẹn hò giám đốc kém 11 tuổi Huy Trần khiến nhiều khán giả bất ngờ vì cô kiếm tiếng đời tư. Tuy nhiên, từ đầu tháng 11 năm 2020, cả hai dần để lộ nghi vấn qua loạt ảnh du lịch cùng địa điểm giống nhau. Đến tối ngày 28 tháng 2, bức ảnh chụp trung đầu tiên của họ được hé lộ. Tại buổi sinh nhật lần thứ 42, Ngô Thanh Vân không ngần ngại ông eo bạn trai tin đồn, đồng thời nghẹn ngào cho biết, có huy bên cạnh tôi rất hạnh phúc hoàng nam